Nghe xin chào quý vị khán giả. Cũng nhất là như là ngập như sông luôn. Với tập đi lắm ngày hôm nay thì mình thôi sẽ giới thiệu với quý vị khán giả. Mưa mà bão đến nỗi mà cái đèn làm cái bánh đèn mì ở trong rừng. Hầu như mà không phải mình thôi làm. Là nó anh đạo là đường luôn ra đường luôn. Dạ đây này quý vị, anh Thành với lại chị bạn Hiền đang sinh tồn. Đó, mình đi rừng mình không có miếng thớt, mình sẽ dạt cái gốc cây xong mình làm cái thớt đó, để mình nấu nướng. Còn bên này thì là bếp lửa của anh Đạo. Bình rượu của anh Âm. Khói ngọt. Đây là mấy anh, đây là bếp lửa của anh Đạo. Bếp lửa lên. Bơi lửa lên em. Nào nấu món gì vậy? Làm một thứ một trước đi. Giờ sao giờ cho tôi mai ăn cái gì? Bánh mì hay cơm? Cơm đi. Cơm đi. Sáng mai đi bánh mì. Mà chỉ ngang ngang qua công dụng là cái chùm mặt ha. Rồi tháng này thằng cha sao? Do khói quá khói cho nên là chị Phương phải chùm cái mặt lại. Trời tính đây là chị đang chính diện ở trong camera của em luôn á. Đây là món. Mỗi lần mà mỗi người di chuyển là khói nó sẽ dây vòng. Nó đi theo anh. Có đâu. Dễ gì. Ở đây ngoài trời thì đang trời mưa á quý vị. Wow, hấp dẫn quá. Tại vì á trưa nay á là Quỳnh Thơ đã làm rồi, xong rồi cái Quỳnh Thơ cũng tranh thủ tắm lên rồi Quỳnh Thơ chỉ qua cho anh Đạo để anh Đạo làm, thì bây giờ anh Đạo đang thực hành nè quý vị. Đó. Thì mình phải trang bị nhiều kỹ năng vô đó, cho nên là hồi trưa anh Đạo thấy là Quỳnh Thơ làm á, cái anh Đạo nói thôi chỉ anh Đạo đi, đợi mốt anh Đạo biết làm. Đó, cho nên bây giờ là Quỳnh Thơ phải ngồi để giám sát. Đạo phải hầu giả. Giờ anh Đạo ra quay đi để Quỳnh Thơ vô nấu. Quỳnh Thơ vô thì tạm rồi. Có chút nêm anh thấy em nêm cho anh nha. Không, có chút nếm đi. Chút nêm anh nêm đi. Ủa, nó mất 4 giờ rồi. Có luôn hả? Trời ơi, nấu gì được chưa? Dữ luôn mà. Dạ. Tới cái khâu thành phẩm đi rồi em đánh giá nha. Cái chim cao hả ta? Này chim cao nó sống rồi. Vô đây thì có cái vùng có gì không à. Nhưng mà nãy ở chỗ em điện thoại em là không có 4G đó. Thôi tắt đi. Ê chị Phương với lại anh Đạo với lại anh Thành với lại bạn Hiền là bên công ty Tropical Check-in. Cầm dây tay. Là một trong những đơn vị tổ chức tour check-in chuyên nghiệp á quý ông bà cô bác. Ghê quá, ông bà luôn. Không là nó từ quý vị khán giả không quý cô bác ông trời. 8 giờ đúng không con ơi. Đi Trung Quốc mà ông bà đi ra đến mệt rồi đó. Một ngày đi hết 10 cây. Một ngày đi 10 cây số cho ông bà. Đi luôn về luôn. Cái vườn hoàng cổ trấn hình như tổng luôn là 50 cây luôn á phải không? Bạn đi 10 cây 5 ngày. Dạ. 5 ngày muốn 4 đêm nữa. Đó. Cho nên là hôm nay là Thơ với lại chị Thanh Phương á là hai chị em phải kèm sát để cho anh Đạo ảnh rành nghề, ảnh cứng nghề hơn. Chứ cái nấu ăn này cũng khó lắm đó bà con cô bác. Đó. Như chị Phương là phải kèm sát luôn, còn mình Thơ là phải quay phim lại nè. Đó. Chị Phương là extra rồi. Ngồi ngồi lưng cái coi giám sát coi đúng lửa không. Đó. À, không những anh Đạo mà còn phải kèm cặp thêm cho anh Thành với lại chỗ bạn bạn Hiền nữa. Đó. Nó biết cắt hành đó các bạn. Nó biết cắt hành đó. Nó biết cắt hành đó. Nhờ Thơ chỉ không? Nhờ Thơ chỉ biết kiếm đó. 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 Cắt hành cũng khó lắm chứ bộ đúng không? Đúng không Hiền? Dễ gì rồi đó, thử đi rồi chị Phương. Chị Phương đây nè, đã bếp chính nè. Để em dạ thẩm định vòng thứ nhất rồi, nói chung là thẩm định vòng cuối cùng hết chảo chị. Thì cái ống muối này được làm được. Từ cái lồ ô, này là lồ ô đúng không? Lồ ô chứ không phải tre. Thì khi mà người chiên á, người ta đi rừng thì bên cạnh cái việc mà bầu cháo hồi sáng các bạn có nói
có một thứ gia vị không thể thiếu đó là lê lu. Lê lu thường sẽ là có trong những cái món ăn của người Chiêm. Thì cái cây đó, cái cây lê lu là cây tiêu rừng và thân của nó là thân rễ chứ nó không phải là thân dây giống như những cái cây dây tiêu mà mình trồng ở dưới đồng bằng. Thì ở trong cái ống muối đó, thì ở trong tiêu rừng đó, hồi nãy có đưa cho mọi người xem á, là mình người ta sẽ giả chung với ớt, với một ít ớt, thì khi mà ăn á nó sẽ dậy cái mùi và nồng và thơm. Thì ở trên cái ống tiêu này nè, nó có hoa văn, đây là hoa văn của người Chiêm Cơ Hơ. Thì cái này là gọi là sị ba na. Sị ba na thì đây là bốn cái răng cửa trên, bốn cái răng cửa trên là tượng trưng cho người phụ nữ, của người phụ nữ. Bốn cái đó đây, 1 2 3 4, bốn cái răng nè, 1 2 3 4. Còn bốn cái răng cửa dưới là mình té sọc ngang nè, đó là tượng trưng cho người đàn, là của người đàn ông. Thì cái khi mà người Chiêm xưa là khi mà họ nó thể hiện cái sự trưởng thành, nghĩa là khi mình 15 tuổi thì các bạn sẽ nữ sẽ mài bốn cái răng cửa ở trên, nam sẽ mài bốn cái răng cửa ở dưới, và họ sẽ dùng một cái loại lá cây ở trong rừng để thoa lên giống như là một dạng để chám lại để cho nó đen. Thì ngày trước á là người ta ăn thịt sống, cho nên là khi mà mài như vậy thì sẽ là bén, thì mình dùng để cắn thịt sống. Nhưng mà sau này ngoài cái chuyện đó ra thì nó còn thể hiện cái sự dũng cảm, có nghĩa là khi mà mài răng thì rất là đau, và nó thể hiện một cái quá trình chuyển tiếp từ một người thanh thiếu niên thành một cái người trưởng thành, một người đàn ông, một người phụ nữ. Và nó sẽ mang một nghĩa phục thuật, nghĩa là nữ thì là bốn cái ở trên và nam bốn dưới, khi mà cáp lại với nhau thì nó sẽ thành một cái biểu tượng này. Đây là biểu tượng gọi là sị ba na. Sì ba na. Đó là cái hoa văn biểu trưng của người Cơ Hơ. Tại tại sao nữ ở trên nắm dưới thì đây là cũng mẫu hệ đó, người phụ nữ sẽ là người có quyền quyết định những cái vấn đề gia đình đó, nên là ở trên vậy thôi. Còn cái đây là hoa văn của đây nè, xin lỗi các thầy, anh nói vậy giùm em thử, bộ cổ bồ câu đúng không? Có một con chồn. Hoa văn của con chồn, biểu tượng con chồn. Con chồn ở trong rừng nó rất là thông minh và nó rất là xoay sở, rất là tốt. Cho nên khi mà những cái vật dụng nó mang đi rừng đó, mọi người sẽ có những cái hoa văn như thế này. Nhưng mà cái này là cái ô vuông mà, ô vuông đúng không? Đúng rồi. Mọi người sẽ thấy nó gần giống như cái hoa văn trắng đen của cái lồng chồn, cũng con chồn với lại của người ở bên Indo. Các cái răng khăn rằng, khăn rằng đó, nó thể hiện rất là rõ một cái sự thống nhất. Nó là nó còn hơi xa hơn, nó là về cơ tầng bản địa Đông Nam Á. Thì người Indo, người Malaysia, Lào, Việt Nam, Campuchia, gì đặc biệt người Việt Nam ở khu vực Tây Nam Bộ, Châu Đốc á, Mã Lai Đà Nẵng, thì là cái biểu tượng nó cùng một cái cơ tầng bản địa văn hóa của Đông Nam Á của các dân tộc. Còn cái này là cuối cùng là mặt trời đúng không anh Đơn? Này là mặt trời. Nói chung là lâu quá không thấy mình nên quên. Đây mặt trời thể hiện sự ba trái rồi hả? Dạ, đây là thế là làm một cái vòng giống như nè, một cái vòng không? Dạ. Ở như nồi này là đang là mò món gì vậy anh? Ủa thầy dạy thầy không biết thầy. Không, tại vì nãy giờ thầy dạy cùng lúc mấy món thì không biết là trò đang làm món nào á. Món cà ri gà đó. Món này là món gà chuẩn bị nấu canh măng. Gà này là gà leo núi đúng không? Đúng rồi, gà leo núi. Leo từ Lang Biang tới thấy hai cái giò của nó là biết dân leo núi, dân check-in rồi nè. Thành cho xem cái giò to không thầy? Đây, giò to mà. Xương giò. Giò xương heo. Cái giò nó vừa dài mà nó vừa chắc nụi à. Không ở một tốt thôi. Hồi xưa nhớ lại cái điện thoại dòng cũ mà mới có Bluetooth rồi đó, gửi hình đồ qua Bluetooth đồ ghê lắm. Thầy con cô gái biết không, ở bên ngoài trời là đang mưa lắc lắc á, mà ở đây thì mấy anh chị em đang ngồi trong một cái lều nè. Dạ đó, ngồi nấu ăn. Thì hiện tại bây giờ chưa được 4 giờ nữa, bà con cô bác ở đây thì cũng cảm giác giống như là khoảng 6 giờ tối rồi. Cái gì đó mấy cái iPhone đó là nó truyền dữ liệu nhau luôn. Nhất nó hoàn bên thêm cái bếp nó nấu canh luôn. Có. Nấu cơm. Không có nấu cơm.
ngon. Đó nhìn cái nồi cà ri của anh Đạo thì mới thấy là gọi là sự chu đáo của anh em. Trong cái điện thoại cũ anh cãi cái gì nó có đó. Nước mắm 32 độ ở rừng, nhưng mà mấy anh cũng chuẩn bị cái món rất là hấp dẫn để đãi cho cả nhóm. Mà thật đây là một cái chuyến đi mà kỷ niệm luôn đó bà con cô bác. Bếp lửa, lát mình đốt lửa chạy đi. Em đậy nó kìa, nó đang đốt nó. À đúng rồi, đây đốt lửa nè, còn đây là cái trại nè. Đó nên gọi là đốt lửa trại nè, con cô bác. Lửa trại là cái kiểu mà mọi người chơi sinh hoạt nó khác. Còn cái này mình đi trek đó là một cái bếp lửa chung, mọi người sẽ ngồi với nhau, sinh hoạt chung. Quây quần bên đó, vừa nấu ăn, vừa sửa ấm. À, anh Thành, anh tháo váy chỉ sợ chưa? Mình khen sớm, Thành heo luôn tay á. Con mất mà cái đi bây giờ. Cái cây đó, cái cây đó. Dạ. Nó lên cơm rồi. Mì vậy, hỏi lại rồi sao rồi. Nhắn mai, nhắn mai có bánh mì nuôi đi. Thật ra là quan trọng là mình gọi thôi, chứ quan trọng là gì đó, đúng không? Quan trọng là sử dụng thôi, quan trọng sử dụng á. Ừ. Cái này là cái này là cái thằng mà em đem tay nước rồi rửa nó sạch luôn nè. Ngoài nghe coi sao á, đẹp máy này mình mỉm xài được ba ngày. Dạ, nhà coi là đẹp không? Coi không coi Facebook không coi TikTok gì đó thì được, mà coi là 2 ngày rồi. Giờ mọi người thử lửa không? Anh nào ra thử lửa đây. Nóng không? Thử sao? Thử rồi. Thử rồi, nó đang làm chuyện hết rồi. Nhưng cái gì ra rồi. Này, này, nói, này, mấy con lai like coi trên mạng đi. Ngon. Đổ nước vô luôn. Chê nhanh gọn ràng. Chân ơi. Không, hết từ bên sống. Đó, đúng rồi anh, đổ nước vô anh. Đổ nước vô. Dạ, đổ vừa phải thôi nghe. Cái môn này là môn qua môn đó. Cái hồi nãy là nhập môn thôi, còn cái này là qua đó. Nước tắm này là mình lấy từ cái nguồn nước suối hồi nãy mà anh em đang tắm. Thôi bớt thuyết mình lại giùm em cái. Xin lỗi là phía dưới nước tắm. Anh hứa với em luôn á, nãy là tụi nó lấy nước này đầu nguồn chứ không phải là dưới nguồn. Tụi nó lấy trên này chứ không phải dưới đó. Nắp lớn. Cùng nhận nãy đi vô lần đầu mới đứng trong cái dội ra là hết cỡ cháy đủ rồi. Dạ đây là món thịt ba chỉ ướp tiêu rừng, một lát nữa sẽ nướng ở trên lửa than. Còn cái nồi này là cái nồi gà cà ri. Ôi sẵn thịt này ngon quá trời á. Đem coi báo lên đặt đó. Giỏi quá. Đúng. Giỏi quá mấy anh đây. Không phải đâu. Đúng là ẩm thực. Ờ uống bia khỏi thằng đá luôn hả? Dạ. Hiện tại là mấy anh em sẽ bắt tay làm bánh mì. Làm bánh mì tại chỗ. Đây là cái men để làm bánh mì. À, bây giờ sẽ là nhào bột và làm bánh mì tại chỗ. Giờ chị Thơ sẽ hướng dẫn anh Đạo khâu nhà bột. Không, hồi nãy là Thơ hướng dẫn rồi. Nói chung là nguyên tắc là chị hướng dẫn qua một lần thôi. Học trò tiếp thu cỡ nào thì cái đó mình tính tiếp, mình chấm điểm sao. Chứ không phải là lúc nào mình cũng phải kề kề bên để mình nhắc. Mới mốt không có Thơ đi rồi ai nhắc, đúng không? Mình còn phải phục vụ. Mình còn phải phục vụ bao nhiêu đoàn khách khác chứ đâu phải lúc nào cũng phải ỷ lại vào mình được. Nhớ rồi à. Đó. Giỏi. À, bạn Thành, anh Thành với bạn Hiền. Ủa, bên này. À. Có quà ở trong lúc xã mà có cái hộp. Bột gì anh? Bột mì. Bột mì. Bột mì. Cái này là thành quả của anh Thành đưa em bật hôm qua. Bột mì với lại men bánh mì.
rồi bỏ một ít mật ong. Ông người vợ thôi. Đâu? Ở đâu ạ? Làm cái này em bá tội, không bao giờ em làm bao tay được đâu. Nước này là đã hỏng rồi nha. Quan trọng rồi, em dưới trời cũng phải nướng chín mà. Tropical forest. Có một bạn là cái đường này. Thấy nhau thì thấy nhau từ từ vậy hả? Dạ, phải đều tay. Lý do là tại vì thường đa phần mọi người sẽ có công thức để làm bánh ở nhà và mọi người sẽ đo định lượng sẽ này kia, nhưng mà khi mà làm ở trong rừng thì tụi anh sẽ không có phải giảm thiểu tất cả chuyện đó, và tụi anh phải cho từ từ và đa phần là nhắm mắt ngủ ha. Làm theo kiểu từng từ chút một thì nó mới coi như là thà làm theo cảm nhận đúng không, cảm tính đúng không? Không phải cảm tính mà là cái cảm giác của một á, chứ không nó bị dư quá thì bắt đầu rất là cực, thiếu bột rất là cực. Ở nhà mà lỡ mà có thiếu bột quá thì cái đầu hẻm mua được, còn đây đi hơi xa thăm rồi, cho nên anh thường cho từng chút nước vô và uống ngâm nó ngon lần, giống như mọi người thấy như là hôm qua của em còn tính qua rồi chứ mà có một việc đột xuất nó không qua được. Hôm qua là kêu thuyền nó ra đó, nó chở đồ ra nó mệt vậy đó, sao anh không kêu em qua? Bỏ em hoài mà. Giờ giám đốc đại quân. Không phải, thằng Thành là phải trả lời nè, sao đóng kia qua? Ủa thằng rồi đứa nào sợ ma cho mày? 6 giờ mới về tới nhà kêu đi ra thì đứa nào sợ ma cho mày? Con ma. Một sợ ma, hai sợ chó. Sợ ma, hai sợ chó. Giờ đó 6 giờ không dám ra khỏi trên cái nớ bị đập. Ra lúc nào đi vô nhà còn bị chó dí không? Yeah. Ta đi ngang đường bao nhiêu người qua không sao? Điên Thành có 10 con dí 10 con. Chó này nó thích cái mùi này rồi. Thích mùi Thành rồi. Kiếp trước này chắc cũng có ngoái nhiều mấy con chó. Con hay kẻ nghiệp giáp. Có phải cúng cái gì thầy? Cúng cái gì mà được thầy? Có mỗi lần đi qua là cho nó vài cục sương. Thầy phải chắc cũng không. Ủa rồi được hả? Lúc bảy giờ. Nó có nhiều cơ hội để mình làm. Cái nhất là cái sim của quốc em nó có cổ súng rồi. Đào, đào mỗi lần tao phải thu về. Cán bộ quản cho xã hội đúng rồi. Không, cái này là nhớ rồi, nhớ đâu không? Nè, chết. Để đi xíu nữa để úp lại cho nó lên men xíu. À là phải ủ à. Ủ chứ. Lấy cái nắp này. Ủ tới sáng mai hả? Không, ủ tới nhưng mà đi nửa tiếng. Ủ nửa tiếng. Dạ. Nhưng mà tuần này là ra được bao nhiêu ổ bánh mì? Không có làm ổ, anh làm bánh mì theo kiểu dã ngoại cho nên là sẽ làm từng miếng từng miếng từng miếng. Bánh mì chảo. Bánh mì chảo. Ok. Bạn Thành ủ đi. Rồi. Rồi, ủ đi. Phần 1 bắt đầu kết thúc. Ok. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Con mặc đi kín. Để đi nè. Ta nướng chảo này. Cái gì? Cây xà gạt nuôi cá. Là cây. Thì có tí rồi. Bên nhà trai đòi hỏi là cái phụ phải chỉ có bên nhà trai đòi á. Ồ. Nghĩa là nó có giá. Dạ anh Thành. Anh Thành là anh đòi 100 triệu hả?
vòng tất cả mọi thứ là bạn lòng vòng tất cả mọi thứ của nhà phong tục cái này kia nữa, con gái làm cho con trai ăn uống. Nhưng mà hồi đó là người cái chị vợ anh là đi cưới anh là do may mối hay là anh do yêu đương? Yêu đương gì thôi, tình cảm gì thôi. Ồ, anh yêu người ta mà anh còn nợ 100 triệu của người ta. Ôi. Thật ra mà nói mình là đối quá. Với người chinh rồi ho thì câu chuyện cưới sinh á là 100% là sự tự nguyện. Nghĩa là hai bạn phải biết nhau, phải thương yêu nhau, về nói với bố mẹ mình, mà bạn gái sẽ nói với bố mẹ mình rằng đi qua cưới thằng bạn kia, nhà bạn trai không bạn sẽ phải nói với nhà mình rằng sẽ có bạn đó qua hỏi cưới. Chính vì vậy mà sẽ có một cái phong tục gọi là có một cái tục gọi là đền, là nếu như nhà gái đem đồ qua hỏi cưới con trai mà nhà trai từ chối là đền gấp đôi. Lý do là không giữ lời hứa. Ở đây không có ai ép hai đứa cưới cả. Ba mẹ đi làm thủ tục thôi. Và việc tự động đến với nhau là cái việc của hai bạn trong nhà. Mà bây giờ đi qua như vậy có nghĩa là khiến cho nhà người lớn tuổi trong nhà, ông cậu lớn rồi các người, mọi người đi đến như vậy mất thời gian và mất uy tín của mình. Nhưng mà có cái tục thách cưới không anh? Anh Hà, có thách cưới không? Hay là... Không phải cái chuyện tự thách cưới có nghĩa là... Ví dụ như đòi hỏi đòi là 150 thì nhà giờ gái nói thôi 100 thôi. Kiểu vậy á. Không phải, nhưng mà chuyện đó chuyện sao mới được chứ. Phải xin hỏi xong rồi nếu mà nhà trai đồng ý thì... Sau đó rồi nhà trai nó lại của vợ cái khoảng 3-4 ký với cái thường đã là nhà cái trò đưa rồi là tiết làm xong hèn cũng có là nhà cái chứ nhà này mưa làm ăn ta đôi nhà cái là con heo đưa con đẻ qua rồi hỏi xong rồi anh đã uống nhưng mà có tiên hạch bình thường. Nhưng mà lúc vợ anh Thành cưới anh Thành là lúc anh Thành bao nhiêu tuổi? Anh à, không nhớ đi. Năm mấy? Hình như 25, 16 gì á, 16. Đúng, cứu tới nữa. Đại thiên là 28. Gì vậy? Em 27. Vậy thế mà 2017. 2017 là năm đó 25 tuổi. 25 tuổi mà vợ nó 32. Là tức là chị là lớn hơn anh 8 tuổi. Lớn hơn 8 tuổi. Mà nhìn vợ anh Thành đẹp lắm. Đẹp mà rất là giỏi. Càng cao càng đẹp. Ở gần hay sao? Anh Thành ở gần hay sao mà quen? Nó gần à, tại vì anh ở thôn 2, vợ ở thôn 1. Anh chỉ có giống như ngã, giống như ba ngón tay này thôi. Ba ngón tay gần như vậy thôi. Dạ. Ché gì thôi. Sao rồi biết nhau từ nhỏ hả? Lớn lên mới biết nhau. Rồi phải lòng nhau luôn. Rồi bả đi cưới anh luôn. Trời ơi, ông mắc cỡ kìa. Ông mắc cỡ kìa, ông ngồi dưới làn khói mà ông mắc cỡ kìa. Cái mặt ông đó. Dễ thương quá à. Ủa giờ anh mấy đứa rồi, anh Thành? Hai đứa. Anh Thành, nhưng mà ở chỗ của anh á, là bao nhiêu tuổi là được cưới vợ, cưới chồng? Cũng 18 tuổi hả? 15. Tùy loại. À tùy loại nữa. Bây giờ có điện rồi tùy loại gì nữa. Có điện wifi là biết sống chỗ ý nào là, rồi đi chỗ đó. Ý là có sự giao tiếp hơn, nó dễ dàng hơn ngày xưa. Dạ. Ngày xưa nó khác hơn. Nhưng mà cũng có quy định chứ ha, 18 tuổi mới lấy được. Đúng rồi, quy định. Có đặt nét hồn rồi. Có chứ. Ở bên đây các bạn có một cái vấn đề chỗ là vì các bạn bây giờ đa phần là người Công giáo, người Thiên Chúa giáo, cho nên là các bạn sẽ có phong tục Thiên Chúa giáo. Thì gia đình sẽ du di cho một câu chuyện là hai bạn có thể cưới với nhau rồi về ở chung với nhau rồi sau đó mới làm lễ cưới khi mà có tiền. Thì một phần là vấn đề kinh tế. Phong tục đồng ý rước qua nhà tất cả kiểu rồi, nhưng mà một ngày đẹp trời mới nói là thôi bây giờ chúng ta nên tổ chức lễ cưới vì chúng ta đủ điều kiện rồi. Nên là thậm chí là có thể ở với nhau trước, nhưng mà có con luôn. Có con luôn.
Thì có hai cái chuyện. Nhưng mà chỗ của anh Thành á là đám cưới á có đặc trưng gì không, phong tục đặc trưng gì không? Có mặc đồ sơ rê cô dâu rồi dựng rạp được không? Bây giờ nhà nào có điều kiện thì đám cưới nhà hàng. Đãi nhà hàng. Điều kiện thì đám cưới truyền thống vậy đúng. Ờ, là để đám cưới ở trong buôn làng. Có giết giết bò, giết trâu rồi không? Con heo thôi. Nếu mà đám cưới thì giống như nhà em thì bố mẹ em ở đây đem hai con heo. Con heo khoảng khoảng 3 gan 3 5 gan gan. Ờ. Hai con. Đo con heo gan đó là đo bằng cái gan tay. Đo ngay cái cổ của con heo. Lại bao nhiêu gan thì đạt hả anh? 5 gan, khoảng 4-5 gan. Ồ. 5 gan con heo đó cả trăm ký á. Ờ, vô tạ ha. Vô tạ đó. Nhưng mà còn đồ đạt cô dâu chú rể mặc thì sao? Cũng mặc áo bình thường truyền thống vậy thôi. Vẫn là sơ rê đồ vét. Truyền thống. Đồ truyền thống của đồ người đồng bào dân tộc Cơ Ho á hả? Là mặc sà rông hả anh? Sà rông, nam thì mặc cái áo cộc tay. Ấy có đợt nào mà có đám cưới á cho em đi lên em quay với. Khi nào mà có đám cưới á, đám cưới ở đâu mà quen quen á anh Đạo mai mối cho em một cái đám cưới để em đi quay. Có đám cưới trong nhà gia đình đó thì không ai. Không ơi em xuống em làm luôn đi rồi. Mai mai đám cưới em của còn bao nhiêu tuổi? Anh Lâm là người đẹp. Em ủa. Đúng rồi, em rể gì? Đúng rồi, em vợ, em vợ vô gì? Đúng rồi. Có đám cưới, đám hỏi, đám dỗ gì đó mà hay là lễ hội gì á. Hay hay á, cho em được choi vào á. Nhiều mà. Thôi, được á. Vậy mà mốt nhớ cho em hay em lên với nha. Dạ, sau 30 phút ủ thì bây giờ cái bột nó đã nở ra rồi á, là không có đánh. Ủa? Mềm. Có vẻ nó mềm hơn lúc nãy. Đúng rồi. Bắt cái nồi này xuống luôn cho nó quanh nó hấm đi em bắt đầu kiếm than thì mình không nhiều khi cô giáo cũng không đủ sức để giác hết mà có cái rượu gì này nữa phi xuống rồi nhiều đâu không đủ đâu cái màn quay rồi. Quay để vô đâu anh Đạo bây giờ là bắt đầu làm bánh mì giả chiến á bà con cô bác. Cái này quăng lên cái quăng vô mặt anh làm nó thất vọng. Cô giáo chỉ lại cô giáo đang âm thầm chấm điểm. Cô giáo chị nấu ăn thôi chứ không chị công phu. Chị công thức thôi chứ không chị công phu là con gì. Con vua này để một khóa sau nữa. Lấy than ra đi chứ để lửa vậy lại cháy á. Than ngon quá trời. Thôi cái này mà có bắp. Có khoai với có bắp nướng. Đó như có khoai nướng. Phụ gì đó. À con đã con lương á. Nè quá. Nè. Ăn lương đâu kêu. Cái nhà nó đâu kìa. Ở đây có nhôm mà. Không. Nó đang kêu nè. Gần thôi. Tới mà nó không được đi rồi. Đây là thành phẩm. Cái bánh mì thành phẩm, bánh mì làm ở trong rừng. Thành phẩm một chiếc bánh mì được làm ra ở trong rừng. Cho đâu đúng mọi người ăn thử coi nó làm sao nha mọi người. Mọi người thử. Anh Non, anh ăn thử anh Non. Nóng nha. Dép anh Đơm nha anh Đơm. Nếu mà mọi người không ăn thì cũng được tại vì yeah thử thôi chị xin hiển nha. Trời ok đạt ngon quá ngon quá trời ơi cả mà nóng hỏi luôn anh ơi trời mưa lâm râm mình ngồi ăn bánh nướng rồi wow. Qua đã đầu bếp anh đầu bếp cảm ơn em anh đầu bếp quá đẻ quá đẻ đẻ quá đẻ quá để chưa hả cái bị gì ok chứ hả mọi người dạ ok thì về lạc là ok đó. Ê khét thề thắm ôi trời ơi anh ông Huyền ơi ông Huyền tôi ông Huyền tôi sao ta nói rồi đây tại vì trời mưa nên mình thôi đi theo không được. Đây anh Thành với lại bạn Hiền mới vừa đi giúp mấy cái cây để
đâm thịt vô nướng. Cái này giống thịt xông khói quá. Đừng có chặt cây lên nha, bảo toàn thêm nha. Yeah, cảm ơn anh Thành. Thì sao chặt cây nhỏ nó, tại vì cây chặt nhỏ nó vướng cây. Mọi người đi nhãn thơm quá. Chặt nhãn thôi. Hay, hay, hay quá anh Thành ơi. Hay quá, tuyệt vời, tuyệt vời, xuất sắc. Cổ vũ, cổ vũ. Cây nhỏ mình mới chặt cây lớn. Lộn nhánh nhỏ. Nhặt cây nhánh nhỏ rồi. Cây nhỏ để xài. Thử đi, thử đi. Thử đi. Nóng, 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 nóng. Còn nữa mùa đi. Đó, cắt đi không? Chưa chín. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ê, mình nằm nóng. Đây nha, thành nhỏ đó. Hay quá anh Thành ơi. Cái gì? Chè hả? Em cảm thấy là anh nên đi theo con đường YouTuber với em đây. Cái dẻ. Ở trên này á, cái dẻ là cái dẻ là một cái dẻ với cái giỏi. Nói chung á là dẻ giỏi. Ừ, là cái khúc này nè. Khúc đang chặt làm bớt á. Gỗ thịt nó rất là chắc và nó đưa cái nhiệt lượng rất là cao khi đốt. Và nó có rất là nhiều những nguồn rừng như vậy thì thường mọi người sẽ lấy xin một đoạn, một phần trong cây đó, ví dụ như là cái nhánh mặt này kia chứ không hạ ở đây thì sẽ về, thì khi mà đốt thì buổi tối thì nó khá là ấm, nó sẽ ấm chung. Phong tục của mọi người là ngủ, thường đa phần mọi người sẽ thấy là tại sao tụi mình vẫn ngủ ngoài nước ngoài chứ không có ngủ trong lều, lý do là sẽ có đống lửa ở đây rồi xếp hàng ngang qua thì cái chân nó sẽ nằm hướng này hướng đống lửa để cho nó ấm cái chân. Và đặc biệt mọi người sẽ thấy là ấm cái chân là ngủ ngon rồi. Mấy chân ngủ ngon. Ở trong cái nồi cho gạo nấu cơm nuôi kiếm. Nhưng mà sao nói mình hết cái này đã. Anh chụp hình lại nha anh. Còn hết cái đó mình được con thao chứ. Ở hôm nay đó rồi, mình có chụp thì cho mọi người anh ta đi. Ừ, thì ông ta đi lại đi, ông ta đi lại đi. Không, tại vì mọi người muốn ăn một lần. Mới cho mọi người anh chụp tất cả. Ừ. Vết xéo đầu qua đây. Em bỏ vô cái này đi. Cái này. Cái này. Vậy nào? Đã nấu rồi. Mới uống hả? Mới uống để xuống má. Nào đây nè, con cái thịt đó thịt. Nấu lại đi anh Đạo. Nấu rồi, nấu rồi, nãy bắt lên rồi. Nấu rồi, nãy bắt lên rồi. Nhưng mà nó sâu chưa, lại có đổ nước tiêm vô á. Không muốn đâu, đi. Nhưng mà ấm. Đi rừng nè. Anh muốn gì? Anh muốn gì? Đây là cái nồi cà ri gà. Cà ri gà của mấy anh em. Rồi nó còn sôi hùng hục luôn á bà con. Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là cái nồi cà ri mà Quỳnh Thơ đã kỳ công hướng dẫn công thức cho anh Đạo. Bây giờ là sẽ múc khói quá bà con ơi. Bây giờ là sẽ múc ra để cho các vị giám khảo ở đây thẩm định coi là tay nghề của anh Đạo đã tới đâu và có còn qua môn được hay không. Không cho luôn rồi. Cán bộ coi thi không nói gì thêm. Không giải thích thêm. Có giá xúc động gì thêm. Cái nào cà ri có giá xúc động không? Qua được học phần này không? Đó. Cho nó khói nó thích em cái gì. Em không thấy đường nên em múc cái gì ăn đó nha. Em múc cho anh một ông luôn á. Em múc cái gì? Nhưng mà cái nước cà ri thì nó thì cái màu nó vàng quá nè. Rồi. Đây. Cái này là chén của anh Hữu Ân hả? Ủa? Không có đàn. Không có nước cho nó nè. Chưa. Chén anh có đặc biệt không? Chén anh Hữu Ân có cần mình chén không? Để đây nè. Ấm lòng thiệt luôn á.
em để tinh tí nhất là cái nước nè. Rồi, quý vị coi cái nước nha. Cái màu nó đúng đẹp, tinh tí luôn. Chảy nó sắc luôn. Wow, phải bỏ cái chân ra đi. Mô Phật. Rồi, giờ ăn rồi. Đúc. Không ơi, em lấy cái muỗng giúp múc cái tương ớt nó ra đi. Sao đâu. Phải cho nó năm ấy cái vị. Được. Nó không đúng cái vị. Chọn ủa, còn chén ngoài là không, không đúng vị thì mình sẽ không có chấp điểm đúng. Nè, mình ăn bánh mì với cà ri nha mọi người. Wow, bánh mì cà ri nha mọi người. Quá tuyệt vời. 10 điểm. Cái chất lượng. Quang rất là thịnh soạn rồi, cảm ơn rồi rất nhiều, cảm ơn gọi là của chị đâu, của chị với anh đâu, của chị đó, em bảo cái này nha, mọi người ăn thế nào ngày nào biểu cảm qua ra quay biểu cảm kìa, quay mặt mông kêu biểu cảm kìa, biểu cảm kìa, thấy sao nước rất là ngon các bạn, quay kêu giùm em nữa nào, quá ngon, dở đồ ngó đùi nè, ngon quá ngon, nhức cái nách luôn. Nổi cho nước đi bé. Cái vị cà ri rất là ngon các bạn. Cà ri một cà ri gà. Tuyệt vời. Trong cái không khí trời rất là lạnh thế này, được một cái bát cà ri gà này là thôi 10 điểm. Trên cả tuyệt vời. 10 điểm cho chất lượng. Có em là tin kia nữa. Với lại anh đạo với chị cùng đi mà hai vợ chồng nó từ mà coi đi. Nè hai đứa. Cũng cục cằn thôi. Gà ngon quá. Ngon nha. Lẹ cho nâng nó ăn nè. Nó cầm sọt. Nó dọn gà này là gà leo núi đó quý vị. Gà đi chắc cái đó. Cái giờ nước nó không nó vừa ha. Nó không mặn, nó vừa phải, nó béo béo. Ấm lòng chiến sĩ luôn. Rồi qua môn, anh giám khảo. Rồi qua môn, làm sao đây? Học trò giỏi. Làm phải làm sao đây? Lỡ tôi không thể ăn cái món này được nữa làm sao? Thì xe thì sáng nay đi tiếp. Ngon quá. Dạ lúc xin mời quý vị khán nếu giả. Nếu mình muốn đi ăn một bát này nữa thì chắc mình ăn cái kế tiếp. Đúng rồi. Giòn. Cheese. Vỗ tay cho đầu bếp. Ủa? Rồi đó cái chén này nữa. Vỗ tay cho đầu bếp. Cảm ơn. Mọi người ăn hết là mừng rồi. Lấy cái nắp đậy lại. Thôi rồi. Nó xin ngủ nhờ. Trời lạnh quá xin ngủ nhờ. Rồi mày có cho không? Cho. Mình cho ngủ đâu? Tới bên anh đó. Cũng ít ác mà. Mà biết không, nó nằm kế bên anh có nghĩa là anh nằm gần đống lửa, nó nằm bên đây. Mà kế bên anh là nằm bên đây, ví dụ vậy. Mình nằm kế bên anh thôi. Sao mày hay lắm anh em tốt. Nhưng mà hôm nha, làm một công ty của em đi với ông đó, xuôi cả xuôi, đi ngày nào cũng xuôi ngày đó, đi cung nào cũng xuôi cung đó. Đi hôm bữa đi cung nhưng mà, nào? Nhưng mà là đi sao là nam nữ hay là hai nam hai nữ? Một nam một nữ. Một nam một nữ thôi. Ờ. Nó đi một cặp vậy đó. Chỉ đi một cặp thôi. Thật ra, anh cũng nói bùng anh là thuộc dạng là vô thần mà từ xưa tới giờ. Nếu mà mình đi ở trong rừng này, mình chặt củi chặt gì mình xin mình có kéo. Mình có lê ví dụ chặt cây mà cái mình cứ quá bình thường kéo đi là mình ôm mình kéo là. Ví dụ em chặt cái cây đó lại mới xin rồi đó. Ha, à, không nói nhưng mà ví dụ nó chặt cái cây này thôi thì ổng đừng có xin. Nhưng mà thì cái này cũng một rồi. Nhưng mà nó vác ra thì nó phải vác trên vai và nó cầm xuống tới chỗ. Chứ không có kéo lê dưới đất thì cái động tới trước đây. Nếu mà đụng tới thì tối nay mình khỏi ngủ thôi, vậy thôi đơn giản nữa đúng không? Ừ. Chạy. Thì thật ra là vấn đề tâm linh nó ở góc nào đó.
anh không chín muỗng nó rồi đó. Nào có thua nó. Nhưng mà trong rừng á thì mình nên tôn trọng cái tục lệ của người ta. Phải tôn trọng. Tụi em thường là đi cái mật ong cỡ nào em, tại vì hôm qua 6 giờ đêm em tới nhà. Nhưng mà tụi em đi kiếm ở chỗ nào em bộ ông à, tụi ông rừng à. Ừ. Trong rừng thì nhiều. Ủa trong rừng đây bán một quýt nhiêu? Quýt là nhiêu? Dạ. Một quýt là bao nhiêu? Hết rồi, mùa này nó tụi em kiếm hôm qua tụi em leo khoảng 28 tổ. Ừ. Nhưng chỉ có một tổ 23 lít. Nói chung là sẽ tùy theo, ví dụ như đợt đó là đi bao nhiêu cũng như công như đó, mà là nhiều thì sẽ cái giá nó sẽ đỡ hơn, ít thì mấy hơn. Tại vì đi mấy ngày? Đi từ thứ hai tới thứ năm. Em về. Ủa, mấy ngày mà tại vì tụi em có công việc ở nhà nên tụi em về, nếu mà em cũng mới về chứ. Tại vì ngày mai em mới đi về. Tại vì ông Đông bảo là mấy người trong rừng để lấy một ong cho đơn giản không đi ngủ ở trong rừng luôn, không ra khi một ong mà chịu mấy cũng đâu có mắc không có gì. Để làng với chàng nguy hiểm nữa, khoảng không chịu mấy ông anh, chịu mấy một lít không? Sợ không chậm, tại vì tụi em có người thầu rồi đó, ca sát đặt hàng trước 1.000 lít nhưng mà tụi em bảo không có. Có bao nhiêu thì quý bao nhiêu thì tối luôn, một lít là nhiêu? Một lít là mình tầm 600. Mà ta đầu hết trơn luôn rồi ta. Người ta thầu hết rồi. Thầu hết rồi. Tụi em bắt vô thôi chứ. 600 mà bán 2 triệu. Gì vậy? 50 cái phức tạp vậy hả? Còn nhiều tiền á. Mày hát người ta, mày hát người ta cũng mất vậy đó hả? Ngày cũng đi thằng đi mấy người. Bởi vậy qua nhiều cổng quá nhóm, bất ngồi nhóm mấy người. Sáng nhiều. Nhóm mà tụi em trước khi đi nó phải tích bất cả ngày. Một nhóm năm đủ tối qua đủ năm người nó đi ra đám người nó bị lôi đầu về mất. Nhưng mà cũng đi ngủ một chỗ. Đi ngủ một chỗ là rồi ăn uống bình thường như vậy thôi. Nhưng mà sáng thì đi làm gì? Đi làm thì ông này đi bên này ông đội kia đi bên này đội này đi bên này cái gì? Nhưng mà mình khi mình khai thác xong là mình có tạo ổ cho nó lại không? Mình chỉ lấy mật thôi, không cần mình lấy cái con của nó. Con của nó mình đánh để bình thường lấy mật thôi, còn mấy cái dạng mật thôi. Nghĩa là anh sẽ cắt cái phần mật thôi. Cắt mật thôi. Không bao lâu anh khai thác lại? Năm sau. Một năm. Một năm chỉ có một lần, đâu phải tháng nào thì có sao mà có được, không có đâu. Một nắng hả anh Thành? Mùa nắng hay là từ nửa tháng 5 tới tháng 6 là nó hết rồi. Ủa con tháng vậy, một năm là anh làm một tháng, anh ăn một năm. Đúng rồi. Năm vậy nó làm một tháng, ý là nhiều chóp, có nghĩa là ví dụ như tới theo lịch mùa vụ, tới thời điểm đó thì làm cái này, tới thời điểm kia làm cái kia. Không, nhưng mà ổng thật thà cái ông, ổng nói ừ luôn. Nó cũng không ra, nếu mà thông một tháng hay cái mặt đâu có mặt gì đâu. Mà mặt ông là ông gì, ông gì vậy? Có ông rồi, ông mật với ông rồi. Ông mật với ông rồi hả? Mốt ông rồi để em lít nha. Tại em muốn mua rồi. Đợi một năm. Giờ hết rồi, phải qua năm sau. Năm sau mới có được. Rồi, năm sau để cho em thôi, anh em lấy chừng 5 lít đi. Năm sau hẹn tháng 5 đi anh gom. Gom 5 lít. Lấy lần 5 lít chứ lấy 1 lít. Dạ bây giờ sẽ chuyển qua tiết mục nấu cơm á, bà con cô bác ở đây nè. Đây là cái gạo rẫy. Dạ. Cái gạo rẫy. Gạo sạch của rẫy nha, và nó có hơi khác với gạo của mình là cái hạt nó có vẻ nó giữa tròn và nó ngắn hơn đúng không? Em thấy hai anh em thấy nó tròn hơn đúng không? Nó ngắn hơn nhường nhau hết xong rồi anh cái gạo đó. Ủa anh đâu không? Anh cái gạo rẫy này là một năm là mấy vụ? Gạo ruộng, cái này gạo ruộng không? Gạo ruộng hả? Ruộng bậc thang á. Ruộng bậc thang. Ủa ở đây có ruộng bậc thang? Đây ruộng bậc thang này. Thì ở trên núi em chỉ có cách duy nhất là em làm ruộng bậc thang thôi chứ làm cách nào để một năm hai vụ anh Thành? Đúng rồi, một năm hai vụ thôi. Là một vụ 6 tháng hả? Đúng rồi. Wow, trồng cây lúa 6 tháng mới thu hoạch. Đúng rồi. Mà nó cũng gạo ruộng thì gạo đấy thì một năm chỉ có một lần thôi. Ủa anh, cái gạo đó là ở đây mình nấu cơm là không cần đổ nước đúng không? Mình để cho cái mỡ nó chảy xuống đúng không? Trời ơi,
Ghi thương khỏi đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng về có thành công không? Đó là cơm rang. Anh Thành dễ thương quá, anh Thành với bạn Hiền dễ thương quá. Để mọi người cứ... Chị sợ em rồi đó nha. Chị hơi sợ em rồi đó. Không, chị phải công nhận là em có những cái phát minh rất là vĩ đại rồi. Sang chấm công lý à, sang chấm gì? Chúng mấy nước hả? Dạ đây là món xà lách dầu giấm do anh Thành với anh Hiền nãy giờ ngồi ông bên rút mồ hôi. Sau khi đi qua một bên này thấy riêng chị cái món đó nổi tiếng ở dưới đường quá. Xuất sắc anh Thành Hiền có ơi. Nói chung là mỗi thầy nó có một cái nhờ. Người ôn bên người Huế là nhiều ôn. Chỉ cần ngồi bấm thôi là biết có chuyện gì. Không mà giờ về Bắc á, về quê á. Xong khói. Khói xong thật. Đó, mấy anh sẽ dạt cái cây ra để làm cái khớp. Ôn tới như bên người thấy tổ đình đường Vĩnh Nghiêm. Trời ơi. Cơm xôi, cơm xôi, cơm xôi, cơm xôi cả nhà ơi. Tỏi. Ngon nha, ngon nha. Xên à. Còn chấm cái nước mắm lên luôn kia nữa. Chấm anh phải chấm nữa đúng rồi. Không chấm cũng được. Ngon mà, vừa vậy rủ rủ luôn á. Chấm rồi liếm nữa. Ngon quá trời. Anh chấm anh review cho em vui. Ngon không anh không? Ngon không anh Đạt? Ngon, ngon. Nhưng cái vị anh chấm vô sẽ bị lạ hơn á. Ồ hả? Quá hấp dẫn. Trời ơi. Nãy giờ giống như em chưa từng ăn gì luôn á.